Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em. Ông bà anh chị em, hôm nay chúng ta đến đây dâng thánh lễ để cầu nguyện cho các linh hồn ông bà cha mẹ, những người thân yêu và những ân nhân của chúng ta đã qua đời mà ngày hôm nay chưa được hưởng hạnh phúc nước trời, còn đang phải đền tội cách này cách khác ở nơi luyện ngục. Đây là một việc làm rất cần thiết cho các linh hồn, đó là tham dự thánh lễ, bởi vì thánh lễ là nguồn ơn vô giá mà Thiên Chúa dùng để ban cho chúng ta, và đồng thời cũng cầu nguyện cho các linh hồn, những người thân yêu của chúng ta đã qua đời. Trong thánh lễ hôm nay, trước hết chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn ông bà cha mẹ và những người thân yêu của chúng ta. Chúng ta cầu lấy dỗ cho linh hồn Giuse, dỗ cho linh hồn Carolo, linh hồn Marta Augustino Maria mới qua đời, linh hồn Veronica, Anna Giuse, Maria Marco, các linh hồn gia tiên nội ngoại hai bên và các linh hồn. Để xứng đáng cử hành thánh lễ, chúng ta thành tâm sám hối lỗi lầm thiếu sót và xin Chúa thứ tha. Tôi thưa nhân cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm mọi việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mỗi đàn. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã cho Đức Kitô con Chúa chiến thắng tử thần mà về với Chúa. Xin cho các tín hữu đã qua đời được cùng Đức Kitô chiến thắng vẻ vang và muôn đời chiêm ngưỡng Chúa là đấng tạo thành và giải thoát họ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiến chế cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Bài trích sách Maccabeo quyển thứ 2. Trong những ngày ấy, ông Giuđa thủ lãnh Israel đã mở cuộc lạc quyên và gửi 12.000 đồng bạc về thành Jerusalem để dâng của lễ đền tội cho những người đã qua đời. Đây là hành động tốt đẹp và đạo đức phát xuất bởi liên tưởng đến sự sống lại
Vì chưng, nếu ông không trông mong những người đã chết sẽ sống lại, thì việc cầu nguyện cho kẻ đã qua đời bị coi là việc luống công vô ích. Nhưng vì ông suy tưởng rằng những người có lòng đạo đức sốt sắng mà chết đi sẽ được ơn rất cao trọng, vì vậy sự tưởng nhớ cầu nguyện cho những người đã qua đời để họ được tha thứ mọi tội lỗi là việc tốt lành và sinh ơn cứu thoát. Đó là lời Chúa. Chi ai, Chúa là đấng phù trợ đời con còn sợ ai? Chúa là ánh sáng và là đấng cứu độ con hằng trông mong được sống đời muôn niên để được vui hướng và được nhìn ngắm thánh điện của Chúa. Chúa là ánh sáng và là đấng cứu độ con. Xin Ngài thương xót nghe tiếng kêu xin, con tự nhủ về lời của Chúa, hãy tìm ra mắt ta. Chúa là ánh sáng và là đấng cứu độ con sẽ gọi nhân sinh, hãy đợi trông Chúa lòng tràn niềm vui vững vàng cậy trông. Chúa là ánh sáng và là đấng cứu độ con. Bài trích sách khải huyền của thánh Gioan. Tôi là Gioan, đã thấy một ngai trắng tinh và đấng ngự trên ngai ấy. Trời đất lẩn trốn khỏi tôn nhan người, và không còn tìm thấy chỗ nào dành cho chúng nữa. Tôi cũng thấy những kẻ đã chết, lớn cũng như bé, đang đứng trước ngai vàng. Các quyển sách được mở ra, và một quyển sách nữa, tức là sách sự sống, cũng đã mở sẵn. Những kẻ đã chết phải chịu phán xét theo như các điều ghi chép trong sách, tùy các việc họ làm. Biển cả liền để cho những người chết ở trong ấy được đi ra. Tử thần và địa ngục cũng để cho những kẻ chết ở trong ấy được đi ra. Mỗi người phải chịu phán xét theo các việc họ đã làm. Địa ngục và tử thần đều bị ném xuống hồ lửa. Đó là cái chết thứ hai. Kẻ nào không thấy ghi tên mình trong sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa. Tôi lại thấy trời mới đất mới, vì trời cũ đất cũ đã qua đi, và biển cũng không còn nữa. Đó là lời Chúa. Alleluia, alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Marta thưa Chúa Giêsu rằng: Thưa Thầy, nếu Thầy có mặt ở đây thì em con không chết. Tuy nhiên ngay cả bây giờ con biết rằng Thầy xin gì cùng Thiên Chúa cũng sẽ ban cho Thầy. Chúa Giêsu nói: Em con sẽ sống lại. Marta thưa: Con biết ngày tận thế khi kẻ chết sống lại thì em con sẽ sống lại. Chúa Giêsu nói: Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin ta, dầu có chết cũng sẽ được sống. Và kẻ nào sống mà tin ta sẽ không chết bao giờ. Con có tin điều đó không? Bà thưa: Thưa Thầy, vâng, con đã tin Thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống đã đến trong thế gian. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lạy Thiên Chúa. Ai tin vào ta thì sẽ không chết bao giờ. Ai đang sống mà tin vào ta thì cũng không phải chết, sẽ được sống. Thưa quý ông bà, anh chị em và các em thiếu nhi rất thân mến, hôm nay chúng ta dâng thánh lễ để cầu nguyện cho các linh hồn, nhất là những linh hồn ông bà cha mẹ thân yêu của chúng ta, rồi những linh hồn, những người ân nhân thân quen đã giúp đỡ chúng ta, và tất cả các linh hồn mà khi còn sống các ngài đã làm việc này việc kia để mang lại hạnh phúc cho con cái cháu chắt và tất cả chúng ta. Việc cầu nguyện cho các linh hồn đó là một cái bổn phận và là một trách nhiệm của mỗi người trong chúng ta. Báo hiếu không phải là cái tổ chức ma chay lớn to hoành tráng. Báo hiếu không phải là tổ chức ăn uống dỗ chạm linh đình, mà báo hiếu là sống cho nó tốt. Nhiều khi chúng ta thể hiện cái lòng báo hiếu là bên ngoài dỗ đầu hay là dỗ trong ngày hay là mãn tang, chúng ta làm rất lớn. Trong khi đó xin lễ thì có 200 đấy, có vậy thôi. Chúng ta tổ chức cái bên ngoài để gọi từng cho người khác là tôi báo hiếu cho cha mẹ tôi. Nếu chúng ta nghĩ báo hiếu như vậy hoàn toàn sai. Báo hiếu là sống cho nó tốt. Không có cha mẹ nào mà không muốn cho con cái của mình tốt, hạnh phúc. Vậy thì mình sống tốt, sống chan hòa tình yêu với mọi người, đó là cách báo hiếu. Chứ còn báo hiếu bằng cách là sau đó rồi là chia gia tài, chia ruộng đất, chia nhà cửa, rồi đánh nhau, rồi chém giết, rồi anh em là mỗi người mỗi nơi phân tán chia rẽ. Đấy, báo hiếu tốt vậy đó. Và nhất như nhau, tôi là chứng kiến, và ông bà anh em chắc có chứng kiến rất nhiều gia đình báo hiếu bằng cách là gây lộn chia gia tài, không có thế này thế kia, thằng nhiều thằng ít, thế này thế kia. Đấy, báo hiếu vậy đấy. Hoàn toàn đó là một cái suy nghĩ không tốt thế nào. Còn đối với người công giáo của chúng ta, báo hiếu là chúng ta chịu khó sống cho tốt. Một người công giáo chịu khó đi lễ, lãnh nhận các bí tích, nhất là tham dự thánh lễ, cầu nguyện cho ông bà cha mẹ của mình là một cái việc làm rất tốt và rất nhiều hiệu quả.
rồi xin lễ cho các ngài. Không phải là một năm rỗ mới xin một lần, mà nếu chúng ta có điều kiện, có phương tiện nên xin lễ, chứ không phải là lễ rỗ mới xin có vậy thôi, hay là lễ các linh hồn mới xin, còn ngoài ra không có xin lễ gì hết. Đấy, báo hiếu như vậy được không? Rồi làm việc bác ái cũng làm việc để giúp đỡ anh em của mình, cũng là một cái báo hiếu. Đấy là những việc mà việc làm rất quan trọng, cần thiết mà chúng ta làm được, nhưng mà chúng ta lại không làm. Đó là vấn đề mà hôm nay tôi xin nhấn mạnh để quý ông bà anh chị em trong việc tham dự thánh lễ cầu nguyện cho ông bà cha mẹ của chúng ta. Hôm nay chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời. Trước hết là chúng ta xác định một điều, đó là con người chúng ta ai cũng phải chết. Sau khi Adam và Eva phạm tội rồi thì Thiên Chúa đã án phạt tất cả mọi người đều phải chết, không ai sống mãi được. Dù ngày nay khoa học văn minh tiến bộ, người ta tìm ra nhiều những thứ để làm sao cho người ta sống lâu, nhưng mà không có cách nào để làm cho người ta sống mãi được. Dù vua quan tiền bạc của cái dư thừa cũng không thể nào mà sống mãi được, cũng phải chết. Rồi những người khô rách áo ôm cũng phải chết, nhưng mà khi chết rồi tất cả mọi người như nhau hết. Dù thì là quan tài nọ kia, nghèo để quan tài này thế kia, đấy, có vậy thôi, cuối cùng là cũng phải chết. Nhưng mà chết rồi đi đâu? Đấy, đấy là vấn đề đặt ra. Những người vô thần thì cho chết là hết, có vậy không? Không còn cái gì nữa, chết là hết. Còn những người tin đạo, đạo Công giáo, đạo Tin lành, đạo Khổng, đạo Lão, hay là đạo Phật giáo, đạo Hòa Hảo, đạo Cao Đài, hay là đạo này đạo kia, tất cả mọi người đều tin có đời sau. Đấy, chết không phải là hết. Chết là đi qua một cái giai đoạn ở trần thế để đi vào cái cõi vĩnh hằng. Nói đúng ra là vĩnh hằng, còn chúng ta là lên thiên đàng. Đấy, vậy thì muốn lên thiên đàng phải làm cái gì? Đấy, chứ không phải cơ khơi mà đi được vào thiên đàng được. Phải làm cái gì mới được vào thiên đàng? Cứ ngồi ở nhà bảo là tôi sẽ lên thiên đàng, không phải vậy. Hay là tôi làm cái này thì tôi sẽ được lên thiên đàng, chắc cũng không phải như vậy. Do đó chúng ta trước hết là xác định là điều chúng ta ai cũng phải chết. Rồi khi xác định ai cũng phải chết rồi thì sau cái chết là cái gì? Thì người Công giáo của chúng ta là lên thiên đàng hoặc là xuống hỏa ngục, hai cái. Lên thiên đàng hoặc xuống hỏa ngục. Vậy thì ai muốn thiên đàng? Lên thiên đàng. Ai muốn xuống hỏa ngục? Cái điều này Chúa không bắt cho chúng ta là anh này, ông này, bà này, chị này phải lên thiên đàng, hay là ông này, bà này phải xuống hỏa ngục. Không, Chúa không bắt chúng ta phải lên thiên đàng hay là bắt chúng ta phải xuống hỏa ngục. Điều đó xin ông bà anh chị em xác định cho rõ. Không ai bắt mình lên thiên đàng, không ai bắt mình xuống hỏa ngục. Chúa khuyên khích, Chúa nhắc nhở, làm cái này, sống như thế này sẽ được lên thiên đàng. Đấy, Chúa đưa ra những cái bài học, những cái việc làm, từ lời nói, việc làm, làm cái này, làm cái kia thì sẽ được lên thiên đàng.
Sống như thế này thì sẽ được lên thiên đàng. Còn không sống như vậy thì đương nhiên là chấp nhận xuống hỏa ngục. Có vậy thôi. Do đó cái lên thiên đàng hay là xuống hỏa ngục là tùy sự chọn lựa của mỗi người chúng ta ngày hôm nay. Tùy sự chọn lựa của mỗi người chúng ta. Nhưng ngày hôm qua lễ các thánh, tôi đã nói Chúa ban cho con người có tự do chọn lựa điều tốt và điều xấu. Vậy thì hôm nay tôi cũng nhắc lại, Chúa ban cho chúng ta mỗi người có tự do chọn lên thiên đàng hay là xuống hỏa ngục. Tùy sự chọn lựa của mỗi người chúng ta. Chúa không bắt chúng ta lên thiên đàng hay là Chúa bắt chúng ta hỏa ngục. Chúa để cho chúng ta tự do chọn lựa. Đấy. Chứ Chúa không ép buộc ai hết. Không ép buộc ai hết. Nhưng mà Chúa nhắc nhở, cũng như là cha mẹ bảo mình làm cái này thì không được, nhắc nhở mình đâu có làm. Chúa cũng vậy, giáo hội cũng vậy, nhắc nhở đừng làm cái này mà làm cái kia. Làm cái này thì tốt hơn, làm cái kia thì không được, nguy hiểm. Đấy, mình nghe hay không là nghe. Cũng như là cha mẹ đứa con lấy vợ hay là lấy chồng, bố mẹ gọi ý là mày lấy cái anh đó là không có được, tao xem là gia đình nó để chính nó không được, còn mày lấy thì mình ráng phải chịu. Đấy, cha mẹ cũng không là ép buộc, gợi ý là cho những điều này điều kia, rồi cuối cùng nó quyết định chứ không phải là cha mẹ quyết định. Hồi xưa thì là cha mẹ đặt đâu để con ngồi đó, thì bây giờ nó quyết định, và khi nó quyết định rồi thì sau này nó như thế nào nó ráng chịu. Vậy thì đời sống đạo của chúng ta lên thiên đàng hay xuống hỏa ngục là từ sự quyết định chọn lựa của mỗi người chúng ta. Đây là điều mà xin tất cả mọi người chúng ta lưu tâm cái điều đó, chứ không ai bắt buộc chúng ta là phải lên thiên đàng hay là xuống hỏa ngục. Đó là quyền tự do chọn lựa cái hạnh phúc của chúng ta mai sau, sau khi chết như thế nào. Vậy thì muốn chọn lựa cái điều tốt lên thiên đàng thì phải lãnh nhận các bí tích, chịu khó đi tham dự thánh lễ, nhất là lễ trọng, lễ buộc chủ nhật, rồi là đọc kinh cầu nguyện. Đấy. Làm việc bác ái, mến Chúa yêu người. Những cái gì tội mình đừng có phạm. Nếu phạm tội thì dứt khoát ăn năn sám hối ngay và sửa chữa lại. Đấy, chúng ta thấy các thánh, có nhiều thánh rất là bê bối tội lỗi, chứ không phải là giống như, như chúng ta bảo là thánh là thánh đó. Tội lỗi rồi viết năm tháng. Ông thánh Augustino là một cái con người ngoại đạo, mặc dù mẹ là có đạo là Monica, nhưng mà sinh ra thì đâu có rửa tội, thì lớn lên là mấy chục tuổi, ba mươi mấy tuổi, trong cái thời gian phạm tội rất nhiều, cũng là trai gái cờ bạc này, chi kẽ này nọ kia. Đấy, cuối cùng trở lại trở thành một vị thánh. Maria Magdalena là một con cô gái điếm, đấy có tội lỗi đấy, nhưng mà khi trở về là một người thánh. Sát được vô cô, dòng tiểu đệ, tiểu muội, đấy, một chàng thanh niên rất là ngang bướng. Khi mà đi lính rồi, mãn lính rồi, rất là ngang bướng. Nhưng cuối cùng đã bị khuất phục bởi một linh mục. Chỉ mời anh quỳ xuống đọc kinh lạy cha. Lúc đầu Sát được vô cô không chịu quỳ, và cuối cùng linh mục đã khuất phục được anh. Anh cứ đã quỳ xuống, và sau khi đọc kinh lạy cha xong rồi, Sắc được vô cùng mới khóc ròng và mới thấy được cái con đường quá khứ của mình, để rồi sám hối trở về là một vị thánh. Biết bao nhiêu, nếu tôi có giờ kể ra hàng trăm vị thánh, không gọi là tốt như chúng ta nghĩ, mà khi còn sống rất là tội lỗi, nhưng mà khi tội lỗi biết ăn năn, biết sửa chữa và quyết tâm
sống tốt. Vậy cuối cùng đó là việc mà hôm nay chúng ta cầu nguyện. Những các linh hồn đang ở luyện ngục, ở thiên đàng, hỏa ngục thì không cần cầu nguyện, không phải cầu nguyện mà cầu nguyện cũng không được nữa. Đấy, xuống hỏa ngục rồi là cầu nguyện không được một ích lợi gì hết. Xuống hỏa ngục nghĩa là khi chết hoàn toàn không sám hối tội lỗi của mình, không nhận lại tình thương của Thiên Chúa. Do đó là đền tội muôn đời. Còn các linh hồn ở nơi luyện ngục thì một thời gian nào đền tội, phạm tội qua cái hình phạt. Chẳng hạn như là tội này thì hình phạt là 10 năm, tội kia là hình phạt là 5 năm, có tội kia là 30 năm. Đấy, đấy là cái hình phạt do cái tội của mình ở nơi luyện ngục. Thế thì thời gian đền tội tùy thuộc vào những người còn sống, như là anh chị em, cha mẹ, họ hàng, giúp cho các linh hồn ở nơi luyện ngục bớt đi. Chẳng hạn là ngày hôm nay chúng ta đi viếng nghĩa địa, hay là ngày hôm nay chúng ta tham dự thánh lễ, hay là chúng ta viếng nhà thờ, thì cái ân đại xá giúp nhường lại cho các đảng. Thế thì thay vì 5 năm thì bây giờ cho nhờ cái ngày hôm nay mà các ngài còn 4 năm, và có thể là 2 năm hay là 3 năm bớt đi. Vậy thì cái những việc làm rất cần thiết của chúng ta gửi cho các linh hồn, giúp cho Thiên Chúa tha bớt những năm tháng đền tội ở nơi luyện ngục. Mà việc làm này thì thưa các bà anh chị em, chúng ta làm quá là dễ. Trước hết là cầu nguyện mỗi ngày ở trong gia đình, đọc kinh tối xong thì chúng ta ngước lên hình ông bà cha mẹ, những người thân treo ở trên bàn thờ. Đấy, chúng ta cầu nguyện hãy vì danh Chúa nhân từ cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi. Chúng ta đọc những lời cầu nguyện rất là vắn gọn và mang hiệu quả. Rồi ngoài cầu nguyện, chúng ta đi tham dự thánh lễ, dâng thánh lễ để cầu nguyện cho các linh hồn. Cho đó mà bất cứ thánh lễ nào các vị linh mục cũng cầu nguyện cho các linh hồn. Đấy, chúng ta thấy. Và thì đi tham dự thánh lễ cũng ta hiệp với linh mục dâng lên Chúa những lời cầu nguyện cho các linh hồn, ông bà cha mẹ của chúng ta. Rồi thứ ba là xin lễ. Nếu có điều kiện, chúng ta nên xin lễ. Không phải là một năm ngày rỗ mới xin, mà nếu có điều kiện, nếu phương tiện, chúng ta nên xin lễ. Như là món quà mà chúng ta gửi xuống cho các linh hồn, bớt đi những năm tháng của hình phạt do tội mà ra. Đấy, chúng ta giúp có các linh hồn ở chỗ đó. Rồi thứ bốn là hy sinh hãm mình và làm việc bác ái. Đấy, chúng ta làm được nhưng mà chúng ta lại không làm. Chúng ta báo hiếu bằng những việc làm đó, mà nếu chúng ta không báo hiếu, chúng ta làm chuyện gì đâu không đó. Đó là những việc làm của chúng ta giúp cho các linh hồn nơi luyện ngục bớt đi những hình phạt để các ngài được hưởng hạnh phúc nước trời. Đó là điều mà hôm nay nhân dịp lễ cầu nguyện cho các linh hồn, ông bà cha mẹ của chúng ta, tôi gợi lên một vài suy nghĩ đó, một vài điều nhắc nhở đó, và một vài việc làm đó, để ông bà anh chị em tất cả mọi người chúng ta thương cầu nguyện cho các linh hồn ở nơi luyện ngục. Xin mời cộng đoàn tiếp tục thánh lễ. Anh chị em thân mến, Đức Kitô là sự sống lại và là sự sống. Ai tin người thì dù có chết cũng sẽ được sống, và ai sống mà tin người thì sẽ không phải chết bao giờ. Luôn vững tin vào Đức Kitô đã phục sinh,
tin kẻ chết sống lại và tin có sự sống đời sau. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Hội Thánh luôn dành tháng 11 để mời gọi người Kitô hữu dâng lễ, làm nhiều việc lành phúc đức, nhất là các việc bác ái yêu thương, để cầu nguyện cho các đẳng linh hồn nơi luyện hình. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tín hữu biết thực hiện trọn vẹn những gì Hội Thánh đã dạy. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Đức Giê-xu đã chịu tử hình và mai táng, nhưng Chúa đã cho người phục sinh vinh hiển. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tín hữu đã qua đời được cùng người vui hưởng phúc trường sinh. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Trước Thiên Chúa là đấng vô cùng thánh thiện, tất cả chúng ta đều là kẻ có tội và nhiều khi mang lấy tội lỗi mà đi vào cõi chết. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những anh chị em đã lìa cõi thế, được Chúa thứ tha mọi tội lỗi, để có thể hưởng vinh quang thiên quốc muôn đời. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Các Kitô hữu còn sống có thể giúp ích cho các linh hồn trong luyện ngục bằng lời cầu nguyện và các việc hy sinh hãm mình, nhất là bằng việc dâng thánh lễ. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta hiểu rằng thánh lễ cần thiết biết bao cho các linh hồn trong luyện ngục, để chúng ta cố gắng tham dự thánh lễ sốt sáng và thường xuyên. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa Giê-xu, khi sống lại từ cõi chết, Chúa đã mở cửa nước trời cho chúng con. Xin cho những ai đã từng tin cậy Chúa được vào hưởng hạnh phúc muôn đời với Chúa trên thiên quốc. Chúa hằng sống và hiến chế muôn đời. Anh chị em hãy cầu nguyện, đây là lời của tôi cũng là của anh chị em. Được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, xin thương nhận của lời chúng con dâng để cầu cho những người thuộc về Đức Kitô mà nay đã chết. Nhờ lễ tế vô song này, xin giải thoát họ khỏi tử thần giam cầm và cho họ được sống muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hàng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đáng vay đáo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì một mình người đã chịu chết để chúng con khỏi phải chết. Hơn nữa một mình người đã vui lòng chịu chết để chúng con được sống luôn mãi cho Chúa. Vì thế hiệp với đoàn thể các thiên thần, chúng con ca ngợi Chúa và hân hoan tuyên xưng rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con này xin Chúa dùng ân thánh thần cho thánh hoa nhận của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình người, cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy xong bữa ăn tôi, người cầm lấy chén cũng tạ ơn cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Vậy lạy Chúa, kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con trong linh Chúa ban trường sinh và trên cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con đời xứng đáng hầu cần trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết này xin Chúa cho chúng con khi thông phận mình và mau Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa thánh thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh cho lan rộng khắp toàn cầu để kiện toàn hội thánh trong Đức Mên cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám mục Phaolô, Đức Giám mục Giuse phụ ta chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Lạy Thiên Chúa là Cha đầy lòng thương xót, ngày hôm nay cộng đoàn chúng con dâng lễ cầu nguyện cho các linh hồn ông bà cha mẹ và những người thân yêu của chúng con. Xin Chúa rủ lòng thương tha thứ những hình phạt do tội lỗi của các ngài, để các ngài chóng được hưởng hạnh phúc nước trời. Xin nhớ đến các tôi tớ Chúa là rủ cho linh hồn Giuse, rủ cho linh hồn Carolo, các linh hồn Marta, Augustino, Maria, Veronica, Anna, Giuse, Marco, Maria, các linh hồn gia tiên nội ngoại và các linh hồn mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang ăn nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người
đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hướng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin cho thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hướng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm của Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thân người dạy, chúng ta dâng nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chờ để chúng con sẽ chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đừng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đời thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa, cho hồng sông và hiến trì muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Lạy Chiên Thiên Chúa đã đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đăng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Trước khi tôi dừng, Chúa cần cho con sống đời đời.
Từ vực sâu tối tăm, con kêu cầu Ngài thương trông đến. Chúa ơi, nắng nghe lời con tìm nhãn Chúa thiết tha nài van. Vì đời con năm phen đã không tròn lời cam kết xưa, Chúa ơi, chớ ghi trong lòng phút giây lỗi lầm con phụ lòng người thương. Nhưng con tin nơi Chúa, Chúa thương con nhiều, tình không biên giới. Con trông mong nơi Chúa sẽ quên tháng ngày tuổi xuân trót dài. Con tin thương mau thắm thân gầy heo, tình con hưng hoàng. Con xin dâng lên Chúa khúc ân tình này, Ngài thương con đi. Ngài ơi thấu trăng, đã bao lần hồn con cay đắng, cố vươn lên thoát cảnh buồn nhớ, mây mù che lối lưới dây tình oan. Nhưng rồi đời đâu dễ chi, thêm một lần lòng con vẫn vương. Chúa ơi, chớ ghi trong lòng phút giây lỗi lầm con phụ lòng người thương. Nhưng con tin nơi Chúa, Chúa thương con nhiều, tình không biên giới. Con trông mong nơi Chúa sẽ quên tháng ngày tuổi xuân trót dài. Đây con tìm thương mau thắm thân gầy heo, tình con hưng chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa vừa chấp nhận lễ tế chúng con dâng, xin mở lượng từ bi nhân hậu thương đến anh chị em tín hữu của chúng con đã qua đời. Nhờ bi tích thánh tay, Chúa đã ban cho họ phúc làm con Chúa, xin cũng cho họ được hưởng niềm vui muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Ngày mai lễ Thánh Martino Forest, bổn mạng của khu giáo bà. Xin mời quý ông bà anh chị em khu giáo bà sắp xếp thời gian để đi tham dự thánh lễ mừng bổn mạng. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an. Phong Si-ô-phi-la-tô chịu đóng đinh